Xin chào mọi người đang trở lại với Have a Sip uống gì không? Nếu mà mọi người nhìn khung cảnh thì đã thấy là đã đoán được là Have a Sip đang có mặt ở Hà Nội. Đây là một cái địa điểm mà chúng tôi đã được chủ nhà cho phép là sẽ treo biển của Have a Sip ngoài một cái ban công ở trên lầu 5. Khi mà đến với Hà Nội á, trong một vài tập thì sẽ có Thư là đang là editor của Vietcetera, và mỗi lần mà gặp một khách mời mà Thư Minh hơi sợ sệt chút xíu ấy thì sẽ có Thư đồng hành cùng. Đấy, xin chào Thư đến với Have a Sip. Chào mọi người, chào anh chị Thư Minh. Đấy, và hôm nay để dành xin chào mừng anh Trương Quý, anh Nguyễn Trương Quý đến với Have a Sip. Chào bác, rất là vui vì được trao đổi về Hà Nội mà thoải mái thế này trong những cái hôm như thế này, lúc ngoài đường mọi người không chạy ngoài đường đầy ra. Cái hay của Hà Nội ấy, cứ ngồi đây lại nghe tiếng gà gáy eo óc ở kia, ngồi lại được uống trà này trên một cái bàn rất là mộc mạc này, rất là dễ chịu, thật sự lên tinh thần rất nhiều đấy. Dạ. Đấy mọi người, thực ra chúng tôi ở đây có ba máy quay, khu có ba người, xong có ba người ngồi đây, nhưng mà có một con gà to nhất kêu ở ngoài kia. Tiếng có thể kêu to hơn ở trong này. Tại vì là tên là uống gì không ấy, thì cái đầu tiên cái chương trình này của em là hay mời mọi người đi uống cà phê, hoặc là thực ra mọi người đến văn phòng của Vietcetera trong Sài Gòn, xong rồi em sẽ hỏi là mọi người là uống cái gì đấy. Thì anh hôm nay anh uống một cốc trà đúng không ạ? Đây là thói quen buổi sáng của anh hay như thế nào ạ? Thực ra một ngày này mình uống nhiều loại lắm. Sáng đã uống cà phê rồi, nhưng lần này mình sẽ uống trà. Mình biết ở kia có một cái đặc sản là hay pha trà rất là lòng ngoằng cái thứ này. Đấy thì nhất định là gọi trà thì đây là không có gì hợp hơn. Đấy, mình thích thế. Cả uống trà ngồi ở trong một cái phòng tập thể là để tập thể này, nó cũng cảm giác rất là thú vị. Cà phê thì mình nghĩ là ra một cái quán nó hơi kiểu cách hơn một chút, hoặc là nó cũng ngồi kiểu như là thông khí ra ngoài đường ấy, thì nó cảm giác khác. Còn trong một cái nhà mà kiểu trà tam rượu tứ nữa là ba thì ngồi uống trà thì có lẽ là ổn hơn. Em tò mò bởi vì là khi mà đọc sách của anh, đây có phải là cuốn mới nhất không ạ? Cuốn mới nhất gần nhất Hà Nội bảo thế là thường. Việc mà anh Quý hay đưa những cái chi tiết rất là bé xong rồi mở rộng nó dần ra ấy, thì em không biết là khi mà anh ngồi uống trà như này, thường khi mà ngồi uống một cái đồ uống anh nghĩ gì trong đầu ạ? Kiểu như là mình làm gì mình uống hả, mình ngồi đây mình đầu óc mình hay chạy lung tung ấy, thì mình thấy đây vừa liếc vào thấy có 5-7 vị thức ở trong này ấy, thì bảo ôi cái này nó ở đâu ra, nó như nào. Thế là tự nhiên mình cứ chạy một cái chương trình nó nhiều chạy ngầm trong đầu đấy, tự thói quen thôi. Nhưng mà mình cảm thấy là uống thì nó gợi cho cảm giác là tới những cái chất thiên nhiên này, hay là cái hoa quả linh tinh này, tất cả cái gì mình nghĩ là tỷ lệ rất là vừa phải. Là uống làm sao để cảm giác như là những cái này không cản trở cái việc mà mình nhấp một ngụm. Tức là một cái kiểu ngay, tức là thật ra thì đúng hơn là có một cái ấm hám hay là có cái nắp thì sẽ kiểu cái ghé ra từ những truyền thống ngày xưa, nhưng đây thì cũng là kiểu mới mẻ rồi, có tiện nhanh nhanh thì cũng không vấn đề gì. Nhưng mà cái nữa là như kiểu mình nghĩ đến màu sắc, mình hay thích vẽ tranh ấy, nhưng đến màu nó rất là đẹp. Cái màu nó rất là ấm áp, không cảm giác đấy. Thì mình ở nhà phải có mấy loại trà ấy, trà xanh hay là trà đỏ của Ấn Độ hay là Sri Lanka, hay là trà ô long, hay là trà tàu, hay là trà mạn, trà Thái Nguyên của mình. Thì mỗi cái nó đem là một cái, là có một cái thú vui là mỗi ngày mình tự tính là mình sẽ uống gì bây giờ. Thế là cũng quay vòng như thế. Thì Hà Nội cũng kiểu như vậy, nên là có rất đa dạng cái lựa chọn. Mặc dù là nhìn vào thì nó tất cả đều là trà, chả có gì khác. Cũng như thế, quay đi quẩn lại, cũng là bún thôi, nhưng mà gọi là mặn bún mãi. Nhưng mà nó có đến cả mấy chục cái bún ấy thì không thể nói là chán được. Em nhớ đến cái bài, Thư có nhớ đến bài gì không? Bài về ốc ấy. Anh có nói là đấy, kiểu đúng là ngôn ngữ đôi khi cản trở cái việc là văn hóa hay là ẩm thực đi ra ngoài. Bởi vì là một ốc thì có bao nhiêu loại ốc, nhưng mà khi mà dịch sang tiếng Anh hay là khi người nước ngoài đối diện với cái món ăn đấy thì họ sẽ nhìn nó kiểu đơn diện, không đa diện như mình. Thú vị nhất trong việc là có hai người được hỏi ấy, đấy là giống như là chịu là kiểu kiểu trong lúc mình hỏi thì đây dẫn nạp đạn mang tính chức năng cao độ. Đấy. Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên phỏng vấn anh Trương Quý.
em hồi mới vào Vietcetera thì em có phỏng vấn anh cho người trong ngành. Thì hồi đấy anh em mình có nói về câu chuyện là một người viết văn á, thì cái tư duy cấu trúc thế nào. Và anh cũng có nói về cái việc là anh được học rất là chuyên nghiệp về kiến trúc, thế nên là nó ảnh hưởng lên cái tư duy cấu trúc của anh rất nhiều. Thì bây giờ ví dụ mình lấy ví dụ về một cuốn sách của anh chẳng hạn, thì anh khi mà anh viết anh tư duy cái cấu trúc như thế nào? Nó phụ thuộc vào thể loại. Thế nếu như mà là một cái cuốn sách tản văn thì nó sẽ là gồm những bài rời. Có một kiểu là người ta sẽ tích lũy những cái bài viết, vì là đầu ra của tản văn phụ thuộc rất là quan trọng anh đến cái chất lượng và cái cách làm. Thì đăng cho báo giải kỳ một chuyên mục thì tôi là sẽ gom vào thành một tập. Với mình thì mình thường là hay khâm canh một cái mạch chủ đề nhất định trong một khoảng thời gian như 2 năm, 3 năm thì nó sẽ đủ một cái thời lượng bài cần thiết để có thể dồn thành một tập và có chủ đề xuyên suốt. Đấy thì cái quan trọng là mình nghĩ từ đầu là mình sẽ làm một cái như kiểu quy hoạch. Mình đang biết về một cái hướng là hỏi về những cái thay đổi trong cái lối sống, cái nếp nghĩ, cái cảm quan văn hóa của người ở Hà Nội trong vòng 100 năm qua. Đấy thì các bài mình sẽ hô ứng theo kiểu đấy. Từ cái chuyện người ta thay cái tay nải ngày xưa bằng cái vali, cái ba lô, cái vali, thì mỗi thời nó có một cái mã nhận diện, tức là nó cung cấp một cái kiểu là cái thứ mang theo người đấy nó nói lên cái thân phận của cái con người mang theo. Cái anh chàng từ nhà quê, từ một cái lũ tre làng đi ra, bắt đầu từ cái là ra khỏi lũ tre làng tôi nhận thấy bắt đầu ra đứng xanh như anh Nguyễn Bính ấy, anh sẽ có một cái vali trong đấy là cái gì, người toàn là thư tình của các cô đấy, như là trong cái hồi ký và những cái bài thơ tự sự đấy, thì mở ra thì thấy nào là cô Anh, cô Loan, cô Tuyết thôi. Thế thì đấy là một cái kiểu như vậy. Thì mình sẽ chạy một cái mạch như thế. Còn nếu mà với sách khảo cứu hay sách du khảo thì mình sẽ đương nhiên là phải làm một kiểu hơi tính chất học thuật một tí, là đi đến những cái câu hỏi nghiên cứu, là mình sẽ tìm một hiện tượng và mình xem là nó đặt ra mình cái điều gì, nó chất vấn cái thực tại như nào, và mình cảm thấy là à, nó nói cái điều gì đây. Chẳng hạn như là mình nói về một cái giai đoạn tại sao người ta ngắt một phát từ cái loại nhạc lãng mạn tiền chiến sang nhạc đỏ rất là dễ dàng, liệu là có một cái sự được cổ giao rồi nhanh đấy không? À, hóa ra là không phải. Thì tìm ra là nó có một sự chuyển tiếp, thì mình tìm được nhân vật của sự chuyển tiếp đấy, cái làm nên một cái Hà Nội mà vượt qua những cái trở ngại, những cái thương tổn, thì người ta chế biến những cái đời sống văn hóa từ những cái dữ liệu rất là lãng mạn, rất là kiểu tiểu thư sản, ra một cái hệ thống gọi là xã hội chủ nghĩa, hệ thống gọi là xây dựng cuộc đời sống mới như nào. Thì có cái hay ấy, mình thấy trên con đường mình đi mình nhìn thấy rất nhiều những chân dung ấy, nó thú vị hơn là mình nghĩ một chiều như trước. Cái đấy có thiên kiến là nó chỉ có một kiểu tuyên truyền thế, hay một kiểu tuyến dần thế, hoặc là không phải. Trong con người có rất nhiều cái mảng. Vì Hà Nội là một cái đại bản đất mà tập hợp những cái người mà nó phức hợp như thế. Thế mình thấy thú vị là có việc làm như thế. Tò mò tất cả trong profile của anh, không biết là các bạn có bao nhiêu người đọc sách của anh Nguyễn Trường Quý, nhưng mà chắc chắn một điều là các bạn đều biết là anh, cái đề tài gọi là trọng tâm của anh là về Hà Nội. Thế nhưng mà em tò mò cái khoảnh khắc, tại vì trong tất cả profile của anh báo chí đều viết là anh là một người học kiến trúc rồi chuyển sang yêu văn học, bây giờ được gọi là nhà văn, thậm chí mọi người hay so sánh là lâu lâu trong một số các cuộc thi của kiến trúc lại vẫn thấy để, tức là trong cuộc thi của kiến trúc thì để tên là nhà văn Nguyễn Trường Quý, nhưng mà trong một số các cuộc thi văn chương thì lại để, ví dụ có thể để kiến trúc sư Nguyễn Trường Quý. Em chỉ tò mò cái khoảnh khắc là lúc nào thì anh biết là anh, cái nghề văn là nghề anh theo, tức là anh chọn câu chữ, có cái khoảnh khắc đấy hay không? Có một cái mình cũng khó mà nhớ một cái chính xác được, nhưng mà cái trước khi mình đến kiến trúc mình đã có một quan tâm đến văn học chương rồi, từ ngày xưa mình học chuyên văn. Thế nhưng mà đến lúc sau mình cảm thấy như là lúc đấy học văn nó cứ đòi hỏi giải đáp những câu hỏi nó quá trừu tượng, quá tốc độ, mà lúc ấy mình hơi thích vẽ nữa cơ, đã nghĩ thôi thì theo nghề vẽ đi. Thì lúc học vẽ xong thì lại một cái hoàn cảnh xảy ra là cái trường mỹ thuật và trường kiến trúc nó trùng ngày. Mà trường kiến trúc thì mình đã chót cái công mình học quản lý tương đối là mất công. Thì nghĩ mà lúc đấy nó là một cái gì đấy lấp lánh, kiến trúc mà. Bây giờ mọi người vẫn nói kiến trúc là một cái gì đấy quyền lực lắm. Thế là thi kiến trúc, học kiến trúc.
Thì nói chung là học kiến trúc thì mình thấy là có nhiều cái diễn đạt, như là có những đề tài về bảo tồn kiến trúc truyền thống ấy, hay là về kiến trúc xưa, hay là về Hà Nội ấy. Thì mình rõ ràng mình thấy là mô tả cái Hà Nội bằng những cái hình đồ án, hay là những cái công trình, hay là những cái bản vẽ, thì như là nó chưa đủ. Ý là nó phải trả lời bằng một cái gì nữa, một cái nền tảng câu chuyện gì mình, cái ngôn ngữ của mình nó thúc đẩy, nó đòi hỏi mình là mình muốn diễn đạt được bằng câu chữ. Thế lúc ấy mình mới thử đi theo hướng đấy xem. Lúc mà mình đi làm ấy, thì mình mới cũng có cái hào hứng viết một số bài ngắn về cái chủ đề đời sống Hà Nội. Tự nhiên có những người cũng động viên bảo là ừ, đây nó cũng có cái khác biệt đấy, thì cố gắng mà phát triển đi. Tự nhiên từ đó trở đi thế thôi. Ôi, em thích cái đấy quá, vì là em hay nói, tại vì đôi khi có thể có những cái bạn khán giả rất là trẻ, tức là cái việc là mình lựa chọn làm cái gì. Ở Vietcetera thì bọn em có một cái công thức là à, nó phải là cái sự giao của ba cái vòng tròn, một là cái gì mình giỏi, cái gì người khác thích mình làm, và thậm chí là phải có một cái vòng tròn là cái việc đấy có kiếm được ra tiền hay không thì nó mới trở thành một cái nghề nghiệp lý tưởng ấy. Đấy, nhưng mà anh Quý đi vừa nhắc đến cái khoảnh khắc mà có thể là mình cần thêm một cái phương tiện để mình diễn tả cái mà mình mong muốn được diễn tả, thì không biết là cái đấy xảy ra với Thư như nào. Còn em, đấy chính là cái việc em trở thành người dẫn chương trình, tức là em cũng là dân muốn viết lách. Thế nhưng mà sau này mình thấy là à, mình cần một thêm một cái phương tiện để mình thể hiện, thì là em chuyển sang nói. Nó rất là hợp với cả cái bản ngã mà lâu nay mình chưa nhận ra đấy, đúng không? Đấy, thêm một kỹ năng. Thư có một cái đấy không? Làm sao để em biết là đấy là khi mà em đọc nhiều. Và em khi mà đọc đến cái độ mà em không nhận là em đọc nhiều, nhưng mà ý là so với kiểu mọi người ấy, thì em cũng có đọc, và em thấy là khi mà mình đọc xong rồi thì mình muốn viết được những cái mình hiểu ra để diễn đạt nó một cách tốt nhất, và để hệ thống nó lại, để mà ví dụ sau này khi mà nhìn vào một quyển sách đọc thì chắc là sẽ quên, nhưng mà em bắt đầu viết bằng việc là mình đọc, viết lại những cái gì mình đọc mình nhớ, thì dần dần thành cái sở thích. Thực ra thì em cũng là một người viết á, thì em luôn nghĩ là cái mà làm lên cá tính hay là bộc lộ cái tính cách của người viết á, là những cái nhận xét mang tính cá nhân. Thì khi đọc tác phẩm của anh em rất thích, bởi vì nó tràn ngập những cái mà kiểu nhận định mang tính cá nhân á, thì đấy là cái mà làm cho một nhà văn này khác với một nhà văn khác. Thì có bao giờ anh nghĩ là cái nhận định mang tính cá nhân của mình nó ấn tượng và đặc biệt ở chỗ nào? Và anh có sợ sai không ạ? Không thể sao tránh được cái sai đấy, và lúc nào mình cũng cảm thấy bực bội, khó chịu, và cảm thấy không thích thú lắm khi mà nhớ về những cái mình đã từng tuyên bố, từng viết, thì từng đưa ra. Nhưng mà cũng không thể được, vì như là một cái lý thuyết về ngôn ngữ học ấy, về văn chương ấy, của Roland Barthes, ông đưa ra một từ ngữ là cái chết của tác giả. Tức là khi mà sản phẩm, tác phẩm đi ra rồi thì nó sẽ nghiễm nhiên thuộc về cái cộng đồng giải mã tiếp nhận. Như tác giả không còn tồn diện đấy như một cái khả thể chuẩn xác duy nhất nữa. Đấy cũng thế thôi, vì rất nhiều người nói rằng với mình là họ vẫn cho là cái cuốn đầu tiên của mình là cuốn Tư Nhân Người Hà Nội ấy. Viết xuất bản hồi năm 2004, tức là cũng gần 20 năm rồi nhỉ. Thì họ vẫn thích quần đấy thế nào đó, thì rõ ràng là bây giờ mình có một lần nên là mình phải được tái bản lại quần đấy và hồi mình sửa lại, mà mình phải nói đúng nghĩa là phát điên lên ấy, tại vì xong ở nhiều chỗ nó vụng và nó ngây thơ ấy. Nhưng mà tôi nghĩ lại cái đáng yêu có những cái khoảnh khắc rồi mình không tái tạo lại được. Nó có cái độ hồn nhiên, nó có cái độ mà hăm hở của một cái người mới bước vào một cái việc viết, vào một cái Hà Nội mà lúc đấy còn rất nhiều cái bề bộn, nhưng mà hứa hẹn nó còn có dấu tích này dấu tích kia, một cái giảm giác lúc đấy ai cũng quan tâm, ai cũng náo nức với một cái khoảnh khắc của một thành phố mà gọi là nghe nó rất là sang mồm là bước sang thiên niên kỷ mới ấy. Nó bao nhiêu cái dội về năm 2002 đó, 2001, 2002 đấy, bao nhiêu chuyện ấy, ông ngồi một cái dạo dược gì đó không nói lên ra được thành lời, nhưng mà là với những cái người mà mình quen biết lúc đấy đều đang trẻ trung cả, là mình nhớ cái mỗi lần mình nhớ là à thì họ thích cái đó vì họ thích cái khoảnh trẻ trung đấy, mà họ cũng cùng lứa với mình hay là cùng cảm giác mình. Em cũng thấy là cái việc mà tức là mình đôi khi mình phải trung thực với cái phiên bản đấy của mình. Nếu không chối bỏ được. Không chối bỏ.
biết anh trước, nhưng mà khi mà đọc văn của anh kỹ hơn một chút thì em thấy cái cũ mới nó cứ ở đấy, tức là nó luôn có cũ xong nó có một cái mới. Thì em tò mò hơn là cái cách mà anh tư duy hay là viết ra một cái gì đấy thì là nó bắt đầu từ cái cũ trước rồi anh đắp cái mới vào, hay là nó ngược lại là anh nghĩ về cái mới và anh đặt cái câu hỏi là thế cái này mà ở thời cũ là gì đấy. Thì hai cái chiều đấy em không biết là có một cái chắc là trộn ạ, chắc không thể rành mạch như vậy. Thực ra là khi mình tiếp cận một cái một câu chuyện ấy hay là một cái hiện thực ở đấy thì thường là đi từ cái mình đang cảm nhận được, từ cái bản thể mình thấy được diễn ra ấy, thì nó hợp lý hơn rất nhiều về cái cách làm đối với mình là truy từ cái cổ cái xưa cho đến cái bây giờ. Bởi vì là bản chất là mình không phải người đào tạo về cổ học hay là về những cái nghiên cứu cỡ như là văn hóa cổ, để mà mình có thể từ những cái vấn đề cốt lõi của những cái lĩnh vực đấy thì mình đặt câu hỏi. Mình là một người thực tế và mình đang làm cái công việc là mình biết về đời sống đương đại, thì đương nhiên là mình tiếp cận những cái câu chuyện như là cái hình thái của cái bàn này hay là cái cốc này thì mình, hay là cái bông hoa này chẳng hạn. Mình nghĩ là ngày xưa các cụ hay là ngày xưa hay là thời bố mẹ mình hay là trước hay là thời mình còn nhỏ có cái tồn tại cái này không nhỉ, hay là đến với mình từ lúc nào. Tức là tất cả giá trị mà ở trong mảnh đất Việt Nam mình ấy, thì mình nhận thấy là tất cả đều được tạo sinh ấy, không quá lâu. Và nhiều cái truyền thống mà hay nói truyền thống ra, rất nhiều cái truyền thống của mình là truyền thống mới mới được chế tạo. Gần đây thì có thuật ngữ là truyền thống được chế tạo, áo dài hay là phở, bao nhiêu cái đặc trưng của Hà Nội ra là rất gần đây. Hoa sữa là một loại cây mang từ Nam Mỹ, từ về trồng ở cuối thế kỷ 19 đầu 20. Trước đấy thì Việt Nam có cái gì, hay là bình thường mình cũng hay tỉ mẩn mình đọc những cái mẫu khảo cứu nhỏ nhỏ mình ghi lại ấy. Thế là hóa ra là gì, củ sắn hay là khoai sắn là đặc trưng của nông thôn Việt Nam, đó là thứ mang nhập nội vào cả. Khoai lang mang từ Philippines sang, sắn mang từ Mỹ sang, ngô thì mang từ Trung Quốc lấy từ Nam Mỹ về. Tức là gần như là các cái sản vật ấy nó là một cái sự làm mới cho đời tinh thần mình, và khi mình thấy rất là vui vì là đúng là ở cái đất nước mình, cái thế giới mình ấy nó có một cơ hội để mà trải nghiệm được nhiều như thế. Thay vì là câu chuyện nhiều người cũng hay đi tìm câu chuyện đâu là một cái căn tính Việt thuần khiết ấy, mình thấy cái đấy nó hơi bị vui vì nó cũng chẳng giải quyết được cái gì. Chỉ có là cái hay của người Việt mình là điều chế nó rất là nhuần nhuyễn, rất là dễ chịu, vừa vặn. Đây là một cái cốc chẳng hạn, cái bát này nó đang có bàn tay của người Việt cắm vào một cái bông hoa lựu này, nó rất là nhẹ nhàng, đơn giản này, nó làm cho cảm giác cái bàn này nó mắt mình dễ chịu hơn hẳn. Có thể ai đó bảo là ồ cái này cũng rất là giống tàu, nhưng mà cũng chưa chắc. Tại vì mỗi vùng đất, mỗi mảnh ấy, nó có một cái kiểu biểu đạt trong không khí này. Và như mình vẫn biết là ngồi đây với cả một cái không gian trời hơi se se lạnh của Hà Nội nó khác với 37-38 độ. Đấy. Thì nó lại là một câu chuyện tổng hòa có rất nhiều cái dạng dữ kiện. Cho em hỏi ké thêm câu, trước kịch được câu đề. Nếu là cái việc là mình ngồi đây và mình hỏi xem là mình tìm về quá khứ, mình xem là hồi đấy như thế nào. Có bao giờ anh không tìm thấy không ạ? Không tìm thấy câu trả lời không? Nhiều chứ. Mà câu trả lời nhiều khi chính cái câu trả lời nó cũng không là mình chắc chắn. Tôi như là nói chuyện bắt phở mà. Bây giờ đã ai nói được phở chính xác bắt đầu từ cái gì? Tức là hoàn toàn là nói chuyện hồ nghi, chuyện rất là hư ảo ảo ấy. Nhưng mà nói chung là cái sự hư ảo, cái sự không rõ rệt đấy nó lại là một câu chuyện. Thế là mình nghĩ là nó đáng mừng hơn là đáng băn khoăn lo lắng. Cũng là một câu chuyện mà khiến kích thích mọi người còn quan tâm, còn nhu cầu giải mã tiếp, còn đi tìm cái so sánh. Vừa rồi còn mình có một cái bài là ăn phở cho thấy ngon, thì trong cái tập sách lâu lắm rồi 2008, nhưng bây giờ gần đây được một cái tạp chí Mỹ họ dịch ra thì họ giới thiệu về một cái số chuyên san về ẩm thực Việt Nam. Thì họ có người dịch một trao đổi với mình là ban biên tập họ muốn thay đổi một số chi tiết, chẳng hạn như là họ muốn thay đổi là chi tiết như là phở 24
Thì vì phở 24 mình muốn nói là mình muốn so sánh cái phở truyền thống với cái phở 24, là cái phở vào thời điểm 2008 là cái thứ nó rất là mới mẻ, là cái thứ phở nhà hàng kiểu ăn nhanh rất là gọn gàng. Thì mình so sánh thế, bởi vì như bây giờ người Mỹ họ đọc cái Mỹ không hiểu phở 24 là cái gì, và thứ hai là không phải phổ biến nên họ đề nghị thay bằng Taco Bell. Oh. Tức là một cái đối sánh về mặt giá trị thôi, chứ không phải là về mặt nội dung món ăn đó. Thì mình cũng bảo là để làm sao để cho người nước ngoài, người Mỹ họ hiểu được thì nó quan trọng. Thì giờ mình cứ đòi dịch 100% như của mình ra, nhiều khi người ta ai mà ta lĩnh hội được nó hạn chế mất. Thì đôi khi cái cây cầu văn hóa nó bị những cái khúc mắc đấy. Thật ra nó là cái hay đấy. Chứ giờ nếu mà bên nước ngoài mà họ cũng hiểu hết các món ốc của mình nha, mấy chục loại con ốc đấy thì cũng lại chưa biết được nào. Cho em quay lại cái câu chuyện anh vừa chia sẻ một tí, là em để ý là khi mà anh viết về một thành phố hay bất kỳ một cái gì khác ấy, anh luôn để ý những cái kiểu rất là tầm phào hay là nhỏ nhặt khác với những cái ông khác mà em đọc khi mà họ viết về thành phố. Tự như có Orhan Pamuk chẳng hạn, ông ấy viết về Istanbul với những kiểu những cái trường ý thức, rồi những cái bảo tàng, những cái con đường lớn. Hay là Jan Neruda viết về Praha, kiểu cũng rất là khác anh viết về Hà Nội. Thì khi mà những nhà văn họ viết, em luôn cảm giác là họ sẽ cố gắng tìm được một cái tư tưởng lớn hay là một cái câu chuyện lớn, một cái đối thoại của thế hệ trong cái thành phố đấy. Nhưng mà anh viết thì anh lại cứ đi sâu vào những cái chi tiết rất nhỏ nhặt, như phở, rồi dây cột điện, rồi xe máy các thứ. Thì anh tìm thấy những cái gì hay ở đấy, chi tiết nhỏ, mà tại sao không phải là những chi tiết lớn mang tính biểu tượng? Mình có một cái nhận thức về không gian đô thị ấy, tại vì mình cũng học về kiến trúc trong trường. Thứ hai là mình cũng xem một cái lý thuyết về đô thị, và nhất là cái tư duy của thế giới gần đây ấy, thì người ta đã thay những cái câu chuyện mà đại tự sự ấy, rất là kể về những cái viễn cảnh hoành tráng của một khung cảnh cộng đồng, những cái về câu chuyện về gọi là đấu tranh, chiến tranh, hay là câu chuyện về gọi là cải tạo, về biến thành xây dựng xã hội chứ. Thì người ta thay bằng những câu chuyện nhỏ, những cái thứ ghi chép, và cái đó là cái thứ mà sau thời gian ấy nó vẫn còn khả năng để mà làm những kiến thức, những cái chi tiết tạo dựng những cái đời sống tinh thần của những cái thế hệ tiếp nối. Những cái câu chuyện đấy nó đi từ một cái điều là ở thực tế là vì là trong quá trình mình tìm đến câu chuyện Hà Nội ấy, mình đọc khá rộng về các cái loại sách về viết về Hà Nội ngày trước, các ba ngày xưa, thì đa phần mọi người tìm kiếm một cái Hà Nội nó phù hợp với cái nhãn quan về một cái đô thành, một cái kinh đô, một cái hào quang của một quá khứ mà lồng lộng sử thi ấy, là về thành quách, đền đài, cung điện, về những cái gì đấy nó có tính chất gọi là siêu thực, nhiều khi là nó cũng không với cả cái còn lại bây giờ. Mọi người cứ hay nói đến một cái thành Thăng Long hay là một cái hoàng kim của một cái chốn vàng son ngày xưa ấy. Nhưng bây giờ thực địa có đâu, mà cho tới bây giờ chúng ta phải làm nào? Rõ ràng là cái thực địa đấy hay là cái đấy mà bỏ qua những câu chuyện rất là thú vị về lối sống phong tục ấy, bởi vì là định nghĩa văn hóa nó không chỉ là vật thể mà có những cái phi vật thể, những cái thứ nhỏ nhặt đấy. Thực ra là cái thứ vật thể có thể tái tạo lại được, có thể xây lại được, có thể cấu trúc lại được, nhưng mà những cái phi vật thể, hành vi, những cái tạo dựng, những cái món ăn, những cái thứ làm nên cái phong tục tiêu dao của con người ở đô thị ấy, nó khó giữ lắm, nó rất dễ mai một ấy. Cũng như là mà như là nói chuyện nó vui ấy, ăn phở được thấy ngon, đúng là có một cái hội trên mạng ấy, rất là hay nói chuyện ăn phở ở đâu thì ngon, suốt ngày cãi nhau chuyện đó, và mỗi người đưa ra một cái quán hay một cái nơi mà họ cho rằng mới là ngon nhất, và rất nhiều người nói rằng là phở bây giờ nó không ngon như trước. Bây giờ biết tại sao đấy, phở bây giờ cho quá nhiều, cho quá kiểu nó thôi chán chè á, nhưng mà nó không thanh tao huynh tế, để là cả một cái bể gọi là rất là hóc búa để mà trả lời được cái nào là cái hay. Nhưng mà mình cũng, mọi người cũng một nỗi lo là cái sự biến mất của những cái thứ gọi là tính chất kiểu bản gốc. Sao mất cái bản gốc? Thì những cái bản gốc là cái gì? Những cái thứ, một cái bà hàng bún chẳng hạn, mình biết bún ốc chẳng hạn, bún ốc nguội,
Thế là cô ấy mỗi ngày chỉ bán đúng một gánh, cô bán không nhiều hơn, và cô con cô không theo nghề của cô, và cô chỉ bán ở đấy một cái hàng, cô không bán thêm được vì cô bảo phải đảm bảo cái chất lượng. Và mình chẳng biết là nếu mà cô không bán nữa, cô cũng có tương đối cao tuổi rồi, thì bây giờ thì mình ăn đâu bây giờ. Em thì em muốn tranh cãi cái vấn đề này một chút với Thư. Đây là cái này em tin, có thể mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau. Em luôn tin là những thứ mà vĩ đại lớn lao mang tầm kiểu trở thành một kiểu khái quát hóa thì nó đều phải đến từ những cái rất là nhỏ. Em có suy nghĩ là liệu nó có hai cách không? Tức là cách là đầu tiên là mình khái quát trước, rồi mình nói về những thứ nhỏ. Nó giống như mình có cái lens, xoay cái lens lúc mà nó có loại kính lúp hay là kính viễn vọng, thì mình nhìn xa trước rồi mình nhìn gần, hay là ngược lại. Nhưng mà sau rồi em mới thấy cái này thôi cứ võ đoán nhá, nó cứ nói là em cứ cảm giác là người trẻ thì hay tiếp cận cái lớn và vĩ đại trước, hay bị quyến rũ, hay bị đấy, hay bị cảm thấy là ôi cái này phải, mình thích những thứ làm cho mình choáng ngợp. Em cũng là người thích là từ cái nhỏ. Thế nhưng mà thành ra nó nói đến cái việc là à, khi mà viết thì nó phải có các cái lớp lang. Khi mà người viết rất nhiều thứ nhỏ, cả thậm chí không khái quát, thì cái việc mà nhìn thấy từ cái vẻ đẹp của cái những thứ nhỏ đấy để ra một cái hệ tư tưởng ấy, em nghĩ nó vẫn là một kiểu của người đọc nữa. Đấy, như anh nói cái chết của tác giả chẳng hạn, thì em có cảm giác như là với chị khi mà chị nhìn thì em chỉ hơi đoán cái cách mà anh Quý khai thác là nhỏ đấy, nhưng mà thực ra nó có một câu chuyện rất là lớn. Có điều là có thể đấy tùy cái cách tiếp cận. Ở em thì em nhìn thấy câu chuyện lớn đấy, và em nhìn thấy nó rõ ràng, nó không rõ ràng, nó không bay ra trong mình như vậy. Em chỉ thấy ví dụ như từ cái món là món thịt ba chỉ chẳng hạn, mà anh đẩy lên thành là à, một cái món như thế mình có thể so sánh với cái hành vi dùng Facebook của mọi người bây giờ đấy, thì em thấy đấy là một câu chuyện lớn đấy chứ. Nhưng mà nó không cần phải nói rõ là đây tôi nói cho các vị biết nhá, là cái này nó có thể đại diện một câu chuyện rất lớn như thế này đấy. Thì em không biết là khi mà anh viết ấy, các cái lớp ấy mà nó có được sắp xếp và nó có được, và thường thì anh cảm giác là mình đào đến bao nhiêu thì là đủ. Một trong những cái điều mà mình cũng đang phải làm biết một cái gọi là, chính là cái việc là phải làm cái giáo trình viết về, ôi khổ lắm, viết về cái gọi là viết những bài thản văn viết ký này thì làm sao mà dạy người ta cho hết được. Nhưng mà một cái quyết định là đầu tiên mình nhìn vào là cái lượng chữ mình sẽ phải triển khai, thì những cái bài đấy thì thường là sẽ được đặt bởi tạp chí hay là một chuyên mục ở đấy, thì nó sẽ có hơi lượng nhất định. Thì theo cái số lượng chữ đấy mà mình sẽ quy hoạch cái nội dung đào xới, thì là quan trọng điều đầu tiên. Nhưng mà cái quan trọng nữa là cái nói mức độ vừa đủ. Mình là chủ trương là mình nói kỹ nhưng mà nói không rậm quá, nói mà hết nhẽ thì tránh mất phần tưởng tượng của cái người đọc. Và thứ hai là các cụ nói rồi, nói dài cũng mình cũng chưa chán. Mình kiểu là mình sẽ có nguyên tắc là mình sẽ viết một lượng chữ chẳng hạn như độ 2000 từ chẳng hạn, hay 3000 từ, thì là 3000 từ là bài khá là dài rồi, và rậm rồi thì mình sẽ cấu trúc như là 2-3 phần, và 2-3 phần nó trách nhiệm là nó sẽ giải quyết những cái vế nào của cái ý đó, vế trước rồi vế sau rồi phản lại hay là biến lại. Và đó mình sẽ, một cái tip là mình sẽ chia sẻ đây là mình sẽ đọc nó ở trên rất nhiều cái nền tảng, trên laptop này là một giao diện chạy ngang này, cuốn xuống trên, đọc lại trên điện thoại, tải điện thoại và đọc trên cái màn hình chạy dọc. Thì cái chạy dọc của điện thoại của cái hay ấy là cái số từ ở trên một dòng ấy nó ngắn hơn so với cả laptop, thì mình xuống dòng liên tục và mình đọc cho mà cấu trúc đoạn nó có bị lê thê quá không đấy. Anh nói như một kiến trúc sư đấy, đúng không? Em có nghĩ đấy không? Cái đấy vô cùng là hữu ích, bởi vì là đọc lại mà thấy nó lộn nhộn phát là nhìn thấy ra cái sạn ấy, giống như mình đãi gạo ấy, mình thấy sạn à, trời con từ mọi người cũng chẳng phải đãi gạo đâu nhở, gạo tần gạo máy ấy, trắng tinh rồi gửi lại nữa. Thế nhưng mà đấy, mình làm cái việc là mình phải duyệt lại và có khi in ra giấy nữa để xem nó như nào, cái bề mặt đấy nó hiển thị ra sao. Vì mình vẫn cảm giác không hiểu sao mình cảm giác như cái vật thể, cái con chữ nó vẫn như là cái viên gạch ấy, nó vẫn cứ hiện diện đấy, xếp vào, và mình cái đây là cái móng, cái cột, đây là cái mái, cái dầm, nó vẫn ra đấy. Thường thì cẩn thận với cả những cái chữ đấy thì nó vẫn hơn, tại vì là mình thực sự mình phải thành thật thừa nhận là mình không phải là người có cái kỹ năng tốt về mặt tự ám thị, tự cảm giác về những cái lỗi diễn đạt và những cái chữ thừa. Mình sẽ phải làm công cụ là mình đi các chỗ ép, mình tìm những cái từ lặp bao nhiêu lần ở trong văn bản. Nhưng mà có những người họ siêu lắm,
Người viết mình rất nể, họ viết làm chủ được cái hơi văn ấy, và câu chữ không bị từ thừa, từ lặp hay là ra được gọi là đúng chính tả. Nên là cái câu chuyện đúng chính tả nghe thì rất buồn cười mà với người viết nó vẫn là một cái ám ảnh. Em có bị không? Em suốt ngày bị tranh. Ồ, tức là câu chuyện là mình chấm bài cho sinh viên hay là mình cảm thấy mình thế, mình cảm nhận này rồi biên tập ấy, thì người Việt mình thường là thuần túy là trước khi nói chuyện thì hay có mệnh đề đơn giản, mệnh đề đơn, câu đơn, tức là không có gì phức tạp. Nhưng mà khi viết thì mọi người sẽ phải cài cắm những cái mệnh đề phong đôi hay là câu về trước về sau ấy. Nhưng mà đa phần người Việt mình ngôn ngữ của tiếng Việt mình bị mượn hay mượn ngữ pháp của nước ngoài ấy, hay do trạng ngữ một cụm mệnh đề phụ ấy, không rồi mọi người quên bén mất cái mệnh đề sau ấy. Nên là rất nhiều là như thế, bởi là cái mặc dù là cái mệnh đề trước diễn đạt rất là hay, rất là tốt, nhưng mà nó lại bị hững đấy, và đôi khi mình cũng vẫn bị mắc cái bệnh đấy. Đấy là làm trong cái quá trình mà viết nó cũng vẫn như bài tập ấy. Ok là khó mà nó cũng là cái hay của cuộc sống này. Có cái gì mà nó đẹp từ một vạch từ đầu đến cuối đâu, đúng không? Bây giờ nghe một vạch là hơi giật mình. Một vạch là tốt mà. Đúng. Nhưng mà thấy là kiểu nhưng mà anh nói là em nhớ đến cái bài phỏng vấn của em với anh á. Có một cái ý là anh bảo nghe đoạn kết, em để nghe đoạn kết đấy, là viết làm sao mà cho ngọn cỏ sau nhà cũng thành lạ. Thì không biết là anh viết liên tục và viết kiểu gần như là năm nào anh cũng có sách mới, lâu thì khoảng 2 năm là anh sẽ có một cuốn sách mới, thì làm sao mà để anh nhìn thấy những cái sự lạ trong cuộc sống hàng ngày như thế, trong cái ngọn cỏ sau nhà như thế. Mình có một cái lo lắng khi mà trước đây khi đến cuộc nói chuyện này là mình thấy là mình có quá nhiều thứ mình không biết. Tại vì nó bát ngát bao la thế cái vấn đề ấy. Trên mạng hay là trong cái hệ thống mà bạn bè quen ấy, có nhiều người họ có kiến thức mà họ nền tảng về phong phú những thứ mà nói cái gì cũng rất sâu. Mà thực sự mình hoảng hốt vì cái chuyện là biết nhiều quá như thế mà mình thì còn chật vật ở những cái địa hạt nào đấy, còn chưa thể làm chủ được mà kiến thức của mọi người đã đi xa xôi như thế. Đang nói chuyện là mình còn phải đối diện với cả những cái vấn đề như là nóng lạnh, cảm thấy khó chịu, mệt mỏi mỗi ngày đấy. Mà hôm nọ đọc một cái bài, loạt bài viết về metaverse mà mình cảm giác mình thấy hơi đáng sợ, như là bây giờ là một thế giới đâu đó tương lai rất là không còn xa mà mọi người phải mua quần mua áo, phải lo lắng mặc cái gì nữa, mà và sẽ đăng nhập vào một cái hệ thống thế giới nào đấy và mua cái áo đấy, cái tóc hay cái mắt ảo đấy để trưng ra một cái bản thể nào đó, và đấy mới là cái cuộc sống chính của một con người. Mình cũng cảm thấy là đấy, còn bao nhiêu cái thứ trên đời này mình không chịu nữa được. Và mình đôi khi mình cũng đành phải tự ăn ủi thưa là có khi những cái mình chưa biết ấy, và khi mình còn thiếu đấy, có khi là cái may cho mình. Mình còn có nhu cầu mong muốn, còn cái háo hức để khám phá. Còn muốn là đấy, còn bao nhiêu cái mình chưa biết, mình là học trò thì cũng tốt, cũng chả phải là xấu hổ gì mà nói chưa biết. Nhưng mà đôi bù lại một phần thì đôi khi mỗi con người có sự hiếu thắng nhất định ấy, cũng muốn là bây giờ mình là chuyên gia lĩnh vực đấy, mình biết về Hà Nội nhiều thế, mình nghe nó không đúng thì mình cũng tức chứ, mình phải lên, mình phải cho một cái đính chính ở đấy, thế này mới là đúng. thì cuộc sống đôi khi là nó đan xen được cái cảm xúc đấy, nó cũng vui. Thì thế là cái cơn cớ để là mình có thể mình cố gắng của mình biết. Thực ra là có một giai đoạn cách đây nhiều năm rồi, thì là lúc mình cảm thấy là mình viết xong 1-2 cuốn sách, mình cảm thấy không biết viết tiếp bằng cái gì. Rõ ràng là cảm thấy mình bị cạn ý tưởng về đề tài, bảo Hà Nội có cái gì đâu mà viết mãi, không trả về Hà Nội mà không có chuyện khác chẳng hạn, viết cái gì bây giờ. Thế là mới xong rồi mình xoay ra đọc sách hay là học thêm hay là trao đổi với người khác, thì thấy rằng là đấy, cái đọc và cái tìm hiểu thế xung quanh ấy, nó là một cái phương tiện rất là tốt để mình thay đổi cái bế tắc của mình. Nhìn vào người ta làm ấy, bao nhiêu cái thứ năng lượng người ta tạo ra mới thế, chứ sao mình lại cứ tưởng là mình đã làm được hết mà mình lại cho rằng là làm xong rồi, chẳng có gì là xong cả. Đấy là lý do mà em
làm cái podcast này em mê những người viết vì là mọi người rất hay đong đếm là ra bao nhiêu cuốn sách hay là viết bao lâu rồi, còn người viết thì chỉ nghĩ đến những cái việc mà tôi chưa làm xong, những thứ tôi còn có thể làm được. Đấy thì em sẽ hỏi cái câu hỏi là anh cái cuốn này mới nhất rồi, anh đã biết rõ những tác phẩm hay các dự án tiếp theo chưa? Có cái gì anh có, rất muốn có làm chứ. Thứ nhất là mình có 2-3 bản thảo đang phải sửa. Anh sẽ là người một lúc viết nhiều bản thảo. Thực ra là có mấy thể loại. Nên mình có một cái tập cũng tản văn thì nó giống quân hai bảo thế hòa thường này, nhưng mà nó sẽ là một cái chiều hướng là đi sâu hơn vào một cái mảng khu biệt, một cái cuốn du khảo, là một cuốn thực ra là khảo cứu về một giai đoạn của những cái học sinh, các sinh viên trường đại học Đông Dương ngày xưa ấy. Họ lập ra một cái ban âm nhạc, và cái âm nhạc đấy họ biết đến bài hát, việc sau nó chi phối rất là nhiều đến cái diễn biến của cao trào của dân tộc, cũng như là câu chuyện về 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 ý thức của thanh niên trong cái thời đại mà những năm 40 ấy. Đấy, chính là đề tài mà có vẻ những câu chuyện lớn ấy. Nhưng mà nó rất vất vả vì là mình sẽ phải tìm hiểu là cái tâm tình của những người làm được cái đấy như nào, cái đoạn đấy thanh niên có 18-20 họ lấy đâu ra năng lượng mà họ nghĩ cái điều nó to thế, nó làm được thế, thì tâm lý tình cảm với quan hệ yêu đương của họ là sao, thì mình lại phải cân giữa những cái to đấy và cái nhỏ nhỏ đấy. Giữa một cái Hà Nội rất nhiều người là từ miền Nam ra, họ sống ở cái thủ đô, cái thành phố thuộc địa đấy như nào, bao nhiêu thứ như thế. Vậy thì sau những họ viết một bài rất là hoành tráng, Hội Diên Hồng hay là Tiếng Gọi Thanh Niên hay là Lên Đàng ấy, thì họ có suy nghĩ gì về mặt cơm áo gạo tiền không, họ nghĩ nào về cái Hà Nội lúc đó, về cái đời sống của người trong giai đoạn chiến tranh ra sao, thì con người thật của họ ở đâu, đại khái thế. Với cả một tập truyện ngắn chẳng hạn thì mình cũng vẫn chưa hoàn thiện, thì đôi khi là cũng tâm lý mình cũng bị xoay vần quanh mấy việc đấy thôi. Thì cái quyết định in ra hay không thì lại là khó khăn, hãy nói chất lượng hay không. Mình cũng hơi sợ là cứ in tròn tròn ra rồi thì cái nào nó cũng giống cái nào, thì cũng mà lại còn bị chán hơn cái trước ấy, thì chả in còn hơn. Em để ý là anh kiểu anh rất là tâm đắc hay là nghiên cứu rất nhiều về cái bối cảnh và cái ảnh hưởng của truyền thông văn hóa ca từ cho âm nhạc đối với lại thế hệ sau này và là cái xã hội sau này. Thì anh tìm thấy cái gì hay ở đấy ạ? Ví dụ như khi mà em đọc rất nhiều những cái bài mà anh phỏng vấn khi chia sẻ về âm nhạc Đoàn Chuẩn này, rồi rất nhiều cái thế hệ nhạc sĩ đấy, thì mà với một cái thế hệ âm nhạc Vàng Son đã đi qua rồi như thế, thì anh tìm thấy lại những cái gì, cảm hứng gì ở trong đấy ạ? Nhất là nó đi từ cái sự yêu thích từ thời mình còn trẻ nhé. Thì mình thích những cái lãng đãng, những cái lãng mạn, cái vẻ đẹp nó rất là hoa lệ, rất là cầu kỳ của những ngôn ngữ đấy, của những giai điệu êm ả đấy, nó làm cho mình đã thích rồi. Thì sau đó thì trải qua cái sự nhận thức của mình thì mình cho rằng tìm xem là cái sự tạo dựng cái giá trị đấy nó xuất phát từ một cái hệ thống văn hóa nào, nó có ích gì trong cái đời sống đấy. Thì mình thích vì là sao, là tự nhiên một cái giai đoạn mà người ta dung hòa được rất nhiều các cái ảnh hưởng của phương Tây mới vào Việt Nam, nó quyến rũ người ta, nhưng mà không còn là ảnh hưởng ban đầu nữa, mà ảnh hưởng đã tới độ chín muồi và cái dấu vết của một cái đời sống truyền thống họ hào trộn như nào, và nó giống như là hình ảnh của một cái thế giới mình đã được thừa kế, giống như là cái giai đoạn mà mình sống với một gia đình hồi bé là rất là hay được nhắc nhở rất nhiều, nói năng này nọ, mà nói cái gì ra là phải tự hiểu. Có một cái câu chuyện là bây giờ bạn chọn trẻ gần như không phải dùng các cái thành ngữ, cái câu cơm sôi nhỏ lửa, vì là bây giờ nấu cơm bấm điện rồi, không ai nhìn thấy cơm sôi ra sao thì biết thấy nó bốc khói, là biết là và tách được phát là trong chín rồi, không biết đấy. Có những cái, nhưng mà bởi vì không biết cái hiện thực của cái đó thì không biết được cái nghĩa bóng, cái phái sinh, cái người ám dụ của cái câu đó như nào, thì cái văn hóa này, câu chuyện kia mình cũng thích là đấy, nó tạo ra một cái dữ liệu văn hóa đấy, nó có sức là để làm giàu phong phú thêm cái liên tưởng của mình. Bây giờ là mình thích là mình là một người rất là hay tưởng tượng, ngồi liên tưởng đến những cả cái gì khác từ một cái cụ thể ra, cũng nhất quán với cả cái việc mình đã làm. Thì trong cái viết về
khảo cứu về cái thế đấy mà truyền thông văn hóa thông qua cơ cầu ngôn từ của ca khúc chẳng hạn, thì nó là một cái thứ nhào nặn về xã hội rất là kinh khủng. Mà nhất là ở Việt Nam thì ca khúc phổ thông ấy, gọi là những bài hát mình gọi là dịch từ popular music ấy, thì nó là bài hát tân nhạc ấy, thì nó nhào nặn xã hội mình như thế nào, nó xui khiến người ta cầm súng ra trận, nhưng mà người ta không dỗ về, người ta hát ủ người ta trong những khoảnh khắc buồn cô đơn ấy. Xem ra nhạc ca khúc là cái thứ rất là dễ tiếp cận so với nhiều hình thức khác, thì có lý do vì sao mình tìm đến cái việc đó. Bằng chứng là ở Việt Nam mình bây giờ những chương trình âm nhạc nhạc ngày trước ấy, rất nhiều thế hệ họ vẫn tìm hiểu nghe và có nhu cầu đi gọi là cover lại. Và mỗi lần kiểu mình buồn cười là những lần các bạn trẻ trẻ mà cover lại thành công ấy, nó hiện tượng ấy, kiểu như là chinh phục được một cái gì đấy rất ghê gớm ấy. Thế nhưng ngày xưa thì nó là các khúc tuổi trẻ của thời ngày xưa chứ, nó không phải là các khúc của người già sẵn đâu. Thì ngày xưa những nhạc sĩ viết bài đấy có mười mấy tuổi, 20 tuổi, ông Văn Cao viết bài Buồn Đàn Thu lúc có 16 tuổi, chứ không phải là người già viết đâu. Nhưng mà tại sao mà một quá trình kiểu mình tiếp nhận, mình điều chế nó bây giờ biến thành một cái nhạc của 80 tuổi, thế đấy cũng hơi hơi lạ. Thế tại sao mà lúc mà cái người trẻ đấy họ viết lại già thế, đấy là một câu chuyện này mình trả lời nhỉ. Làm cho em nghĩ về một chuyện khi mà anh nói là rồi trẻ còn bây giờ dùng nồi cơm điện không biết cơm sôi nhỏ lửa là gì, nhưng em không biết cái liều lượng nào là đủ cho người trẻ. Khi mà người trẻ vừa phải giữ, cố gắng giữ bảo tồn, nhưng mà họ lại có một loạt các thành ngữ mới của họ. Đấy, anh em đọc cái gần mực thì bia, em buồn cười quá. Nhưng mà đấy, cái đấy là xong rồi, bây giờ lại còn trộn đây mấy cái đắp bù đây, bọn em có riêng một cái mục là mục bóc thơm, chỉ là hoặc là chữ với nghĩa chỉ bóc những cái thành ngữ mới của người trẻ đấy. Thì em không biết là cho người trẻ có đang kiểu có rất là nhiều cho họ ấy, vì em thấy rõ ràng là các nhà làm văn hóa đều muốn giữ di sản. Bà Bún Ốc mình cũng phải giữ lại, cho đến những việc như là trăm năm sân khấu, những cái dự án kiểu hoành tráng có thể lên đến 1 triệu đô về phim tài liệu, về những cái nền cải lương ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở trong Sài Gòn đấy. Thì rồi đấy, rồi lại những cái văn hóa mới, rồi bây giờ văn hóa internet thì như thế và phẳng đấy. Thì em không biết là cái bình chứa của người trẻ, cái túi mà mọi người phải mang theo, cái hành trang của họ như thế nào thì là đủ cho họ để mà họ có thể nó không bị đau lưng lắm ấy. kiểu như câu chuyện gọi là cái cặp ấy, cho học sinh lớp 1 thì là nhẹ đấy. Mình có một cái trải nghiệm là hồi học một trình cao học, thế là ấn tượng mà kinh hoàng nhất ấy là lúc mà cái thầy giáo ở bên Anh sang ấy, ở Việt Nam, thì họ cung cấp một cái danh mục gọi là các cái tài liệu học, là core books hay là các cái tài liệu tham khảo ấy. Mình phát ngất lên cả lớp, phát ngất lên vì làm thế nào mà đọc được, mà tiếng Anh thì nó cũng đâu có đều để tiếng bản ngữ thì mình hiểu hết, mà hay là toán thuật ngữ khái niệm như là kiểu xã hội học với cả kiểu như là truyền thông kinh điển ấy. Cho nên hết lúc mà in ra như bản bản photo nó cũng phải dày đến cả mấy cm này, này như là to này, này. Mà một buổi các cái bài giảng của các thầy đấy cứ dài đến 60 slide ấy, nó cứ lướt thướt này, này. Cảm giác như là mình không thể nào tiêu hóa được, bởi vì là những kiến thức mình hoàn toàn không liên quan đến cái hoạt động sống thông thường của mình, và mình làm sao mình ngốn được. Thế nhưng mà rồi thì cũng phải đọc, và rồi kỳ diệu làm sao mà lúc nào đấy một số cái nó còn may mắn, nó còn đứng lại trong cái đầu. Như nhiều cái cũng rơi rụng rồi, thế nhưng mà đấy thì mình vẫn tin là con người có một cái khả năng mà co giãn cái về mặt bao chứa về kiến thức đấy. Tất nhiên là có những cái bị quên rồi bỏ đi, nhưng mà mình tiếp xúc với một số cái người sáng tác hay là người làm truyền thông hay là những người nghiên cứu ở các nền tảng phương Tây nước ngoài ấy. Và có như là con cái thế hệ sau của những người mà bạn mình ấy, đã đi định cư nước ngoài ấy, thấy các bạn ấy đọc nhiều quá, biết nhiều quá, có những cái vấn đề về kiến thức văn hóa mà mình cảm thấy là mình non quá. Có cái hay là cái hệ thống giáo dục và đào tạo ở bên kia ấy, có cái tốt là họ giúp cho họ cái cơ chế, cái phương pháp làm việc, tiếp cận nội dung ấy, rất hiệu quả. Đối với những họ phương pháp thành ra họ tiếp cận cái mới, họ vẫn cắt nghĩa được nó bằng cái thuật ngữ rất là rành mạch, đơn giản và không bị xa vào những cái thứ mà phải giải nghĩa thích như nào. Rồi,
họ làm được cái việc mà tích lũy kiến thức, mà nói thật mà nói nhìn vào cái đề tài mà khoa học hay cái thứ mà chương trình mà tốt nghiệp của các cái sinh viên học sinh của các cái cấp như là Pháp mà, thì thấy đó là các bạn phải đọc như nào, đúng không? Thậm chí là có biết là ở bên bạn mình dạy ở một cái trường đại học Paris ấy, nói là bây giờ là các ngành nghiên cứu về Đông Á, Đông Nam Á là vô cùng đắt khách ở bên Pháp, đúng về Hàn Quốc học ấy, là rất thu hút. Việt Nam thì cũng có, nhưng mà đấy thì rõ ràng là ngoài ra là các bạn trẻ của phương Tây bạn phải học về cổ ngữ, về La Mã này, về Latin này, về bao nhiêu cái văn học cổ điển của Anh, của Pháp ấy. Tức là kiểu họ ở một thế giới mà họ buộc lòng họ phải biết. Tức là bây giờ làm nào, giờ một cái nước như Hà Lan chẳng hạn, họ phải biết 4 năm thứ tiếng, thế chẳng không thể từ chối là không thôi, chả đâu, chả cần. Thì vì họ phải làm ăn, họ phải có tương tác kinh tế với những đất nước khác. Đấy là mình thấy rằng là mình tin là con người ta có khả năng lĩnh hội được nếu có phương pháp và nếu có cái đường hướng tốt. Đôi khi mình rất là tiếc, mình cảm giác là hồi trẻ mình đã không có được phương pháp học tốt, không có được cái người mentor hay là hướng dẫn gì đấy một cách phù hợp để mình có thể lĩnh hội được ngay từ lúc đó. Mà để lúc bây giờ mình tầm trung niên rồi mình mới đọc một chất vật để mà mình tải vào đầu mình. Đấy, thế nên mình nghĩ là mình tin là tất cả mọi thứ đều có thể tải vào được. Con người ta là một cái sinh thể rất là kỳ lạ. Em cảm ơn anh vì anh có cái lạc quan và em thấy cái đấy cực kỳ cần thiết. Tại vì là cũng là hôm qua em xem một cái, em nghe một cái podcast của Joe Rogan có phỏng vấn cái bạn Mr. Beast. Bạn này bạn có cực kỳ nhiều các cái YouTube channel mà kiểu mấy chục triệu subscribers, và bạn ấy 23 tuổi, và bạn ấy có những cái tập cũng rất là nổi tiếng, Squid Game gì đấy á. Để làm một cái tập đấy là spend 4 triệu đô để làm, mà 23 tuổi. Và bạn ấy có nói một cái phương pháp, nếu em nhớ đúng, tại em hay bị lẫn từ hyper study, tức là kiểu đúng như anh nói, cái phương pháp học ấy, là bạn là bạn ấy sẽ chọn một nhóm 5 người mà giống như cùng cái tư tưởng ấy, ngồi chung với nhau và học chung, và kiểu có thể dành một năm chỉ để học. Ví dụ bạn định làm YouTube thì bạn học tất cả các thứ liên quan YouTube, cái thumbnail bạn sẽ xem 1 triệu cái thumbnail để xem cái thumbnail nào là cái tốt nhất, kiểu có đấy. Thì cái phương pháp học để nói rằng là đúng rồi, em cũng mang cái vấn đề này ra, bởi vì đôi khi chúng ta hay phàn nàn là chúng ta làm thế là đủ nhiều rồi, chúng ta có thể hay không, thì câu trả lời ở đây. Và em cũng cảm ơn anh Quý vì thế, vì là chúng ta có thể chứa được rất nhiều, nên là đừng có ngần ngại, đúng không? Một người đã viết bao nhiêu cuốn sách thì anh vẫn nói rằng là tôi còn có bao nhiêu điều tôi chưa biết, thì có là gì so với việc là chúng ta có thể vừa học được văn hóa, học những chuyện cũ mà vừa tiếp nhận những cái thứ mới. Hôm nay mình trò chuyện cũng đã, em biết là với anh chắc là mình sẽ trò chuyện được khoảng 3 tiếng đấy. Nhưng mà trong một cái chương trình thì em hay giữ đấy, thì cũng như anh viết là mình không nói hết nhẽ, mình để đấy nó vừa. Nhưng mà bọn em có một câu hỏi kinh điển. Thưa một nói không? Câu hỏi này là nếu mà một ngày lạc lên hoang đảo mà không biết ngày trở về thì anh sẽ mang theo cuốn sách nào? Nếu nhưng mà trước khi anh trả lời ấy, chị đã có một đoán được là anh ấy có câu trả lời gì. Nếu ngày mai anh phải lên hoang đảo xong anh không biết ngày trở về, khi đi chỉ mang theo một cuốn sách, thì đấy là cuốn gì? Em có đoán được câu trả lời không? Em đoán là cái gì? Em đoán là anh sẽ không mang sách đọc mà anh sẽ lạc lên để viết. Ra có mình có một cuốn sách mình cảm thấy là mình có thể đọc đi đọc lại được, và muốn khám phá những cái cuốn mình rất thích, cái cuốn mà kiểu như là dạng bách khoa thư hay là những cái cuốn mà kiến thức tổng hợp ấy, mà kiểu như là cảm giác như đọc mãi nó không hết. Và mình rất là thích cái loại sách bách khoa thư của một số nhà xuất bản lớn trên thế giới ấy. Họ làm nó dẫn lắm, nó khác với cái kiểu mà bách khoa thư là cái thứ từ điển tẻ ngắt ấy, trong đấy có hình ảnh, có giải thích, có những ví dụ rất cô đọng, chỉ mỗi mục từ nó chỉ có vài cái dòng thôi mà làm cho mình nghĩ được bao nhiêu thứ mà mình hiểu thêm. Thì thôi, biết làm nào được, mang cuốn đấy thì coi bằng cả túi khôn nhân loại thu nhỏ thì mình cũng có thể giết thời gian một cái đó chăng. À, cuốn đấy chắc em nghĩ là anh cũng có thể dùng để chiến đấu với kẻ thù nếu cần, đúng không? Nhưng cuốn đấy rất là đọng.
thậm chí là khi mà ghét ghét quá thì có thể là nhóm. Chị Minh Long muốn gì? Em cũng thích một cái điều mà thực ra anh cũng đã chia sẻ là thực ra mỗi mình, mỗi cái phiên bản của mình ở một cái thời điểm mình sẽ rất là khác nhau. Bọn em luôn thích lặp lại cái câu hỏi này bởi vì là em tin là mỗi khách mời thì lại có một cái suy nghĩ rất là riêng về cái cuốn sách đấy và thể hiện rất là rõ cái phiên bản của họ ở cái thời điểm đấy. Em là người khi mà chọn mang một cái cuốn, em hay mang một cái cuốn nó vô thưởng vô phạt, một cái cuốn mà nó cứ hơi bay bay lãng mạn, nó hơi siêu thực kiểu Murakami. Em thấy thích kiểu như là nó hồi xưa em cũng hay đọc sách để tìm câu trả lời và sau đó thì em phát hiện ra là đôi khi câu trả lời không có câu trả lời nào cả và cái đấy cũng là cái phải nó là một cái thứ mình không thể nào mình chắc quyết được là cái nào đúng 100%. Nhưng mà mình thì mình muốn biện giải về cái việc mà tại sao mình chọn cuốn này, chọn những cuốn là nó tiểu thuyết là kiểu như là có tính chất gọi là phân mảnh, bởi vì mình không muốn là cái tâm trí mình hay là cái suy nghĩ mình bị cấu trúc ở một cái định đề sẵn. Những cái cuốn tiểu thuyết hay những cái thứ mà nó thú vị, nó có tính chất nó fiction ấy, thì nó hay bị tình trạng là nó khiến cho mình phải nghĩ theo một cái hướng đã định của người viết đó. Dù cho mình có bay lượn thế nào ấy thì mình vẫn cứ có một cái đã sẵn đấy rồi. Nhưng còn cái cuốn mà kiểu như là mình nói cuốn Bách Hoa Thư chẳng hạn, những cuốn mà kiểu Cẩm Nang gì đó, thì nó một cái thứ trung dung. Ở trong đấy nó không có yêu ghét, giận hờn hay là không có cái gì cả, mà nó dành cho mình cái quyền là mình tự thích, không thích. Và tất cả những cái dữ liệu nó rất là rõ ràng, rành mạch, khoa học ấy. Nhưng đôi khi là bởi vì là mình cũng không biết nói là theo đúng hay không, nhưng mà thời điểm nào thì biết được, nào lúc ấy chạy thôi thì ai bác cối đá thì làm gì, cuốn sách nó nặng. Không, nhưng mà thế thành ra cái lời đoán của Thư sẽ đúng. Anh quý sẽ mang một cuốn rất là trung dung để tra cứu, sau đó anh đi lên đấy, anh bắt đầu viết tiếp. Ôi trời đất. Cái câu chuyện chi tiết mà ngoài lề thôi, mình không biết là có cần không, nhưng mà mình nghĩ đến như mình nói chuyện như cái điểm hạn hay là những cái bạn mà khác ấy, thì là có một cái hướng là bạn tư duy và bạn sống một kiểu khác, mình rất là thèm muốn được như thế, là các bạn ấy đề cao cái con người nổi loạn bên trong, cái sự mà bản năng, cái mà kích thích cái gì mà đấy nó lóe lên ý, khoảnh khắc nó chiếm ngự tất cả những cái sáng tạo đấy. Bởi vì là có thể mình thuộc cái tip là nó tương đối an toàn, tương đối là kiểu có lớp lang ấy và nóng máy chậm. Thế mà thì ngược với những cái kia ấy, thì rõ ràng là nhiều lúc phát là thấy rằng là cái làm được việc, cái người kia không ổn đâu, không hay đâu. Mình rất tò mò về cái người đấy ấy. Không biết là Thúy Minh và Thư thấy thế nào. Bởi vì là mình rất nể những người có khả năng nhìn được thấu diện cái người mà tiếp xúc lần đầu. Thế thì em sẽ chia sẻ kinh nghiệm của em. Em nghĩ em chính là người đấy. Và cái lo lắng lớn nhất của một người là nhìn một phát là thấy ai kiểu máy quay kia quay được không ấy. Là sau đấy là một cái sự nghi ngờ xâm chiếm bản thân mình là liệu cái mà ngay lập tức, nóng máy ngay lập tức đấy nó có đúng không. Và rất là nhiều khả năng mình phải chịu trách nhiệm, nên là nó rất là nguy hiểm. Và câu chuyện mà làm thế nào mà để cái mình sống vì là một cái khoảnh khắc bùng đấy lên ấy, hay là một sự chuẩn bị rất kỹ càng khoảnh khắc đấy diễn ra theo đúng lộ trình? Em nghĩ là nó sẽ cũng là một kiểu không có câu trả lời. Sẽ có những cái khoảnh khắc nó đủ lớn, nó đủ cháy để mình không định liệu gì nữa. Và có những cái khoảnh khắc nó lưu diêu thì mình có thời gian để mình định liệu. Em nghĩ là chỉ có vào một tình huống nào đấy. Vì là gần đây mình cảm giác là cái xu hướng của mạng xã hội và xu hướng của cái thế giới truyền thông bây giờ ấy, nó có vẻ nó hơi nhả về những cái ảnh hưởng của những người muốn chiếm tạo những khoảnh khắc. Đấy, thì nó rất là hợp, rất là hợp với cả cách thức mà TikTok thì thường có cái giao thức về mặt như là chớp về hình ảnh, chớp một đoạn rất là ngắn vài giây là vài hình ảnh gọi là khoảnh khắc bùng sáng ấy, tin show hay là chiếm spotlight, mọi người rất thích cái đấy, thay vì là cái người mà cần mẫn làm, cái người mà rất là khó để mà người ta thuyết phục người khác ngay lập tức đấy, thì nó đang cái người mà chậm chậm, cái người mà làm kỹ càng ấy đang có xu hướng nó hơi bị bỏ rơi ấy, bỏ qua ấy. Đấy là một xu hướng của thế giới truyền thông và nghiên cứu văn hóa thế giới ấy. Tức là khi bây giờ những cái hiện tượng, những cái trào lưu ấy, nó dễ tiếp nhận, những cái thứ nó dễ nhìn thấy, dễ có cái lớp lánh đó. Còn những cái thứ mà ngày ngoài khác ấy, thì đôi khi cảm thấy là khó hấp thụ.
đối với trẻ giờ nó cũng có mùi khó như vậy. Nghĩa là những cái người làm giảng dạy nó cũng bị tình trạng là cũng phải kiểu như là kiểu như là trình diễn hóa cái bài giảng lên ấy. Thực ra đến bản chất thì em thấy bị kiểu như là overload với lại tất cả nhiều khoảnh khắc quá, khoảnh khắc tạo lên một cái chiều dài lịch sử của tất cả. Kami có nói là chúng ta đang sống trong khoảnh khắc và vì bởi khoảnh khắc. Bởi vì ông ấy triết học, em thấy em đọc triết thì em thấy họ rất là tập trung vào đề cao khoảnh khắc, bởi vì khoảnh khắc tạo lên cái giá trị hiện tại. Và chúng ta đang sống ở hiện tại thì chúng ta sống bởi khoảnh khắc. Nhưng mà nếu mà tập trung quá nhiều vào khoảnh khắc thì mình quên đi mấy cái đường dài. Bởi vì là sống mình không chỉ có hôm nay ngày mai, mình rất là quãng đường rất là dài. Thế nên là giống như kiểu bước đi thì em muốn là mình đi chậm hơn, đi chậm mà chắc thì mình sẽ đi vững. Còn mà đi nhanh chạy theo khoảnh khắc thì dễ bị trở thành cái xu hướng, mà xu hướng thì sẽ lỗi thời. Em thì nghĩ là sẽ có luôn có những cái nền tảng mà tồn tại song song. Sẽ có TikTok và sẽ có sách, vẫn có sách in. Và nó là trao quyền cho cái người lựa chọn. Nếu mà tôi lựa chọn TikTok, ví dụ em không có TikTok thì em vẫn thích cái vẻ đẹp đấy, nhưng mà tất nhiên là em cũng tin, hồi xưa em cũng hay nghĩ là ôi chỉ một cái lứa nào đấy thì mới thì bởi vì cái ký ức của mình nó được tạo lên từ đấy. Thế nhưng mà các bạn trẻ gần đây, hay là kể cả khi mà làm một cái podcast như này, em nghĩ rất là nhiều về việc là mình mời ai, liệu là khán giả có nghe cái người đấy không. Nhưng sau rồi em quyết định là thôi em cứ chọn lựa một cái khách mời mà em tin là em có một cuộc nói chuyện hay, rồi cái đấy lại đưa một cái sự chọn lựa cho khán giả là tôi sẽ xem anh này nói chuyện 1 tiếng 2 tiếng hay là tôi sẽ lên xem một cái gì đấy 30 giây 15 giây. Thì em nghĩ là nó cũng là cái chết của tác giả, mình cũng không lựa chọn được là khán giả của mình là ai. Em chỉ nghĩ là mình chỉ lựa chọn được cái mà mình thích làm nhất, cái mình giỏi làm nhất, và nếu mà cái đấy mà kiếm được tiền nữa thì là tốt, là nhất. Cái này bác Trịnh Lữ bảo mình luôn có lựa chọn. Đúng rồi, thế thì em lần trước em cũng thành ra em nghĩ là đấy, hôm nay quay về cảm ơn khán giả vì đã lựa chọn chương trình này để nghe vào ngay cái lúc này. Ở cuối chương trình anh thấy sao? Thấy anh cũng chưa biết nào, vì anh thấy ngồi đấy rất là thoải mái mà mọi người nói chuyện tự nhiên ý. Nhưng không biết là lên thì có giữ được cái tự nhiên hay không. Tuy nhiên anh cũng đã xem một số các cái chương trình của mọi người rồi thì cảm thấy là rất là dễ chịu. Mà quan trọng là nhìn nó không cảm căng thẳng. Trong ý là trong sắc diện của những người tham gia cũng rất là thật ở ngoài. Buồn cười lắm, có những cái lần mà làm chương trình mà thôi nhiều cái kíp ấy, họ làm máy rồi là ánh sáng chiếu rất là hình hầm lộ ấy, nhưng rồi lên nó vẫn cứ bị như là một trình diễn nó không thật. Em cũng hay nói với mọi người là thực ra khi mà nói chuyện với nhau, mình nói chuyện ở ngoài đời có bao giờ mình nói là 1, 2, 3 bắt đầu đâu. Mình sẽ bắt đầu mình cứ thế mình nói thôi. Thì đôi khi có những cái nhỏ như là đèn bật lên rồi máy chuẩn bị nhá, action nhá, là nó làm cho người ta ở trong cái trạng thái là họ sẽ bị diễn. Và quan trọng là cái câu hỏi và cái trao đổi ấy, nó khiến cho người trả lời tương đối thoải mái và không bị cảm giác là phải đắn đo nắn ngọt câu chữ lắm. Nhiều cái câu hỏi mình sợ nhất là câu hỏi kiểu như là anh nghĩ thế nào về cái sự phát triển của Hà Nội hay là cái vẻ đẹp của Hà Nội thời gian qua BC. Còn một câu cuối nhá, anh nghĩ thế nào về không phải, vì nói chung là nó cũng là một cái mình nói là cũng mình không dám thét gì, nhưng mà mình cảm thấy là câu hỏi đấy nó rất là khó để trả lời cho nó đến nơi đến chốn ấy. Bởi vì đó là nó bằng tất cả những câu hỏi của Thư và Thùy Minh từ đấy hỏi rồi gộp lại. Đúng rồi. Vâng, em nghĩ, nhưng mà em cũng sẽ cảm ơn Hà Nội vì là bọn em cũng có cái sự dễ chịu này khi ngồi đây khi trò chuyện, nên là em cũng nghĩ là nhiều khi mình cũng không cần phải nói về chủ đề Hà Nội. Em là người Hải Phòng, Thư cũng là người Hải Phòng, nên là ở trên bàn này mình nói Hải Phòng nhiều hơn. Nhưng mà Hải Phòng hay mà, nên em nghĩ là em cũng thích cái việc là anh đã lựa chọn, anh có một cái câu chính là trong bài mà Thư phỏng vấn anh Quỳ có nói là nếu mà chưa biết viết gì thì cứ chọn một cái thành phố để viết về, hay để ý những cái chuyện ngay xung quanh cái thành phố mình sống để viết. Và đấy, em nghĩ là mình có cái cuộc này, mình đang ngồi ở đây nữa, nó là tất cả. Có thể là lần khác mình ngồi ở trong Sài Gòn, cái cách mình nói chuyện nó sẽ rất là khác. Nhưng em cũng rất là mong là sau cái cuộc gặp này em sẽ được trò chuyện với anh nhiều hơn. Khán giả của Vietcetera, các bạn thì bọn em hay nói là các bạn là một nhóm người khá là đặc biệt, tức là cái sự di chuyển giữa phương Tây và Việt Nam nó kiểu đảo như con thoi ấy, nên đôi khi là
Thành ra cái câu hỏi khi mà mình nghĩ mình giữ hay là mình làm mới, nó luôn là một cái mà bọn em đau đáu ở trong người. Nhưng em nghĩ là làm cái gì thì phải có một cái gốc. Em luôn tin là phải có một cái gốc rất là vững chắc, phải hiểu biết về văn hóa rồi mới có thể bung lụa ở đâu đấy được đấy. Nên hôm nay là rất là cảm ơn anh vì có mặt ở Healthy, mong gặp anh lại nữa. Cảm ơn Thúy Minh và Thư. Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ còn nhiều cái buổi thoải mái ở ngoài đường trong thời gian rất là gần đây. Mới trắng gió ngoài đường. Khi nào hết bé lại dẫn lại, những khi nào hết F0 nhỉ? Có thể làm được điều đấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Have a safe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo của chương trình.